anh tuấn hoàng trọng Thủy trở lại với quý các thính giả trong những cái bản tin đáng chú ý trong ngày thứ năm hôm nay thứ năm thường bộ lao động đưa ra các con số liên quan đến các đơn xin trợ cấp thất nghiệp và đến thứ sáu thì họ sẽ cho biết tổng thể số việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp sẽ như thế nào liên quan đến tuần lễ vừa qua và điều này cho thấy thưa quý các thính giả thị trường chứng khoán ở hoa kỳ bây giờ nó ảnh hưởng đến các thị trường chứng khoán trên thế giới không còn là tin tốt ở Mỹ nữa mà phải là tin tốt chung trên một cái nền kinh tế toàn cầu. Theo Bộ Lao động đưa ra ngày hôm nay cho biết đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần lễ vừa qua chỉ có tăng 7.000 mà thôi và cho thấy rằng là thay đổi ở mức 284.000 công ăn việc làm vẫn dưới 300.000 và điều này cho thấy rằng thị trường lao động tại Hoa Kỳ vẫn vững mạnh và làm một cái con số kéo dài lâu nhất tính từ năm 1970 thập niên 1970 cho đến giờ phút này thưa quý vị. Cho nên tuần lễ vừa qua là tuần lễ thứ 45 mà đơn xin trợ cấp thất nghiệp rất là thấp và giữ con số thất nghiệp ở tại Mỹ này vẫn dưới 300.000 và qua đó à, cho thấy rằng là với những cái vị nào đang có công ăn việc làm và theo dõi những cái tin tức này vẫn thấy rằng là mình vẫn sẽ còn giữ được công việc và thậm chí chúng tôi cũng ghi nhận là có những người đang làm những cái công việc gọi là tạm thời đó thì các công ty bây giờ sau khi họ thấy được nếu quý vị làm chăm chỉ, siêng năng và không có sai sót thì họ sẽ xin để giữ quý vị luôn. Đó cũng là một tin rất tốt cho thị trường lao động ngày hôm nay. Trở lại với anh Tuấn. Thưa quý vị, cũng là những bản tin về kinh tế thì vào ngày hôm qua thì Kmart đã thông báo là họ sẽ đóng cửa hàng loạt những cái cửa tiệm của họ trong đó thì California đóng 4 tiệm. À, sự việc này liên quan tới những cái việc mà doanh số bán hàng của Kmart giảm trong những ngày tháng vừa qua. À, Kmart là một thương hiệu thuộc à, cổ phần của công ty mẹ đó là Share. Share đã loan báo là tình hình tài chính của công ty à, lên à, đã tới mức báo động khi mà à, năm vừa qua là doanh số của Kmart đã giảm tới 7.5%, cao nhất kể từ năm 2008 cuộc khủng hoảng kinh tế từ trước tới giờ đây là một tin không vui cho những nhân viên Kmart dự tính là sẽ có khoảng 407 việc làm của Kmart sẽ bị hủy bỏ trong nếu như mà Kmart có những cái hành động như là đóng cửa những cái cửa tiệm này. Trong khi đó thì quay sang tại Indonesia, thưa quý vị, Indonesia vào ngày hôm qua đã có một loạt những cuộc tấn công khủng bố ừ. ngay tại hàng loạt những uh, khu vực trọng điểm, một uh, loạt những cái vụ nổ mà sáng ngày hôm nay uh, tổ chức hồi giáo ISIS đã đứng ra những trách nhiệm này, một loạt những vụ nổ uh, xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Jakarta của Indonesia. Uh, con số thương vong cho tới thời điểm bây giờ được biết đó là ba người và hàng chục người khác bị thương. Trước đó thì một quả bom đã phát nổ bên trong một cửa hàng Starbucks và hàng loạt gần chục À, những cái điểm à, như tòa nhà có đặt văn phòng của Liên hợp quốc, trung tâm mua sắm một trung tâm mua sắm có rất nhiều người ra vào, ừ. à, có cả nổ bên cả quán cà phê và cả một rạp chiếu phim nữa. Yeah. Những hình ảnh mà quý vị đang xem đó là truyền hình trực tiếp lúc thời điểm bấy giờ khi mà cảnh sát tại Indonesia đã xác định những nghi phạm và cũng ngay sáng hôm nay thì à, sau khi những cái cuộc điều tra thì ISIS cũng đứng ra nhận trách nhiệm. Yeah. À, những quan chức cảnh sát của indonesia thông báo và cho biết là cuộc tấn công khủng bố của isis lần này đó nó giống tương tự như cuộc khủng bố mà isis đã từng làm khủng bố ở Paris vào cuối năm ngoái. À, Nam Dương là một nơi có đồng, dân số đa số là người hồi giáo lớn nhất thế giới. Thế nhưng Nam Dương từ xưa đến giờ đã được xem là um, những người hồi giáo mà ôn hòa nhất trên thế giới này. Thưa, rất là hiếm khi xảy ra những vụ bạo động ngoại trừ những vụ tấn công ở các khu du lịch như là ở Bali một vài vụ xảy ra. Bởi vì ở tại xứ Nam Dương kể cả các khu vực ở Châu Á, Nam Dương, Philippines Philippines vân vân, Thái Lan, Biến Điện đều có những sắc dân hồi giáo quá khích cực đoan và những người này họ không đồng ý với những cái hoạt động của chính phủ nhất là chính phủ Nam Dương là đi theo phương Tây với những cái hoạt động kinh tế thì phải đi vào những cái tổ chức kinh tế thế giới phải không ạ? Thì những cái tổ chức cực đoan này họ vẫn muốn tạo ra một cái khu biệt lập à, cái khu vực riêng và họ thấy rằng là khi mà ISIS nổi lên ISIS là gì? tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng thì bây giờ họ cũng muốn có những hành động ủng hộ cho isis để thành lập một tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng ngay trong quốc gia của họ vì thế đã tổ chức những cái vụ khủng bố và điều này cho thấy rằng những quốc gia hồi giáo đó đang rất là lo ngại hơn là những quốc gia mà ít hồi giáo bởi vì những quốc gia hồi giáo lại có những cái phần tử mà khi họ đi để mà đi theo isis đó, là họ càng dễ dàng tấn công chính phủ họ hơn thưa quý vị và đề tài về ISIS cũng là đề tài rất quan trọng trong cuộc tranh luận Tối nay tại South Carolina, thành phố North Charleston là nơi sẽ diễn ra cuộc tranh luận. và tối nay các nhà phân tích họ nói rằng là sẽ là cuộc tranh luận cuối cùng trước ngày 1 tháng 2 là ngay mà các cử tri của Đảng Cộng hòa ở Iowa sẽ đi bỏ phiếu, chọn ra người mà họ nghĩ, là có nhiều khả năng để đắc cử vào được ghế tổng thống đại diện cho đảng cộng hòa cho nên iowa rất quan trọng cho đến giờ phút này thưa quý vị ted cruz và donald trump vẫn ngang ngửa với nhau có một phần nhỏ người ta nói rằng ted cruz hiện nay đang trội hơn ông donald trump ông donald trump cũng là đề tài đã bị tổng thống obama và ngay cả thành viên của đảng cộng hòa là bà thống đốc south carolina nikki haley chỉ trích vì cái thái độ chống lại người à, di dân bất hợp pháp hoặc là những người di dân mà hồi giáo không muốn cho vào nước mỹ này thì giới phân tích ngày hôm nay họ nói rằng nếu quý vị không có xem à, cuộc tranh luận tối nay thì có những điểm mà họ sẽ đưa ra đó là quan trọng nhất hai nhân vật mà chúng ta phải nhìn vào đó là donald trump và ted cruz thưa quý vị như quý vị đang nhìn thấy ông thượng nghị sĩ ted cruz của tiểu bang texas một điểm đáng ghi nhận đó ông là người tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng nhất thế giới harvard với bằng danh dự cho nên ông ted cruz cũng là một nhà hùng biện đại tài chính vì thế nếu mà chỉ có hai nhân vật mà phải tranh luận để giành ghế ứng viên của đảng cộng hòa thì nhiều người nói rằng ted cruz sẽ trù dập donald trump lý do Donald Trump là một kẻ bên ngoài, chính vì thế mà họ nói rằng cuộc tranh luận tối nay cũng là một cái cơ hội để người khán giả nhìn thấy người ngoài tức là Donald Trump, Ben Carson có khả năng chống lại establishment, có nghĩa là những người đang ở trong quốc hội chẳng hạn như Marco Rubio, Ted Cruz vân vân thêm một điểm nữa mà chúng tôi sẽ trở lại ngay để gửi đến quý vị các phần phân tích của các chuyên gia về chính trị họ nói trong cuộc tranh luận tối nay chúng ta nên chú ý thêm vào những điểm nào và cái điểm này có nghĩa là vì lý do nào đó quý vị không xem được thì khi mà theo dõi phần tin tức của chúng tôi trên lý đôi sài gòn tv chúng tôi quý vị sẽ có một cái nhìn tổng quát về sân khấu chính trị tối nay tại south carolina chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo